Hãng tin Reuters dẫn lời nhiều giáo viên và chuyên gia rằng một số lượng không nhỏ học sinh Trung Quốc đang đối mặt áp lực với gia đình cũng như trong học tập khi trở lại trường sau thời gian phong tỏa ngừa dịch COVID-19. Một trong những thực tế đang rất được quan tâm trong giai đoạn hậu phong tỏa là tình trạng tự tử ở học sinh Trung Quốc đang tăng lên. Theo tạp chí Tài Tân, một lãnh đạo của quận phố Đông Tân Khu của thành phố Thượng Hải nói rằng tính đến cuối tháng 5 đã có 14 học sinh tiểu học và trung học tự tử. Đây là con số báo động vì cao hơn so với số vụ tự tử của học sinh hàng năm trong 3 năm qua tại khu vực này. Tuy nhiên, Reuters chưa thể liên lạc với lãnh đạo địa phương để xác nhận về con số trên. Còn thời báo Sức khỏe của Trung Quốc hôm 7 tháng 6 cho biết trong 3 tháng qua, toàn nước này ghi nhận có 18 học sinh nhảy lầu tự tử. Trong cuộc khảo sát gần 1,22 triệu học sinh tiểu học và trung học do Cơ quan Y tế tỉnh Quảng Đông và một trường đại học thực hiện, có tới 10,5% học sinh cho biết đang phải chật vật với nhiều vấn đề sức khỏe tâm thần sau thời gian trở lại trường học. Tuy nhiên, vấn đề cụ thể là gì không được công bố. Đã có một số sự việc đau lòng khi các trường học mở cửa trở lại, đó là việc giới trẻ tự tử vì không chịu đựng được áp lực. Ông Yang Gu, Phó Thị trưởng thành phố Châu Hải, tỉnh Quảng Đông cho biết tại cuộc họp Quốc hội Trung Quốc tháng trước. Tại cuộc họp Quốc hội Trung Quốc vừa qua, có ít nhất 4 đại biểu nêu ra các đề xuất cần phải quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe tâm thần, vấn đề tâm lý của học sinh. Việc học sinh bị áp lực và tự tử đã đặt ra cho các trường học và chính quyền địa phương cần tập trung đến sức khỏe tâm thần của học sinh, trong đó có vấn đề tự tử. Theo Reuters, tự tử được xem là điều tối kỵ trong xã hội Trung Quốc. Cuối tháng 4, Bộ Giáo dục Trung Quốc đã yêu cầu các trường học trong cả nước chú ý đến sức khỏe tâm thần và điều chỉnh kế hoạch giảng dạy để giảm bớt áp lực cho học sinh. Sau đó, một số địa phương cũng bắt đầu thực hiện các biện pháp giảm áp lực đối với học sinh. Chẳng hạn, tỉnh An Huy đã bỏ một số kỳ thi. Chính quyền các tỉnh và thành phố như Vũ Hán, tâm dịch COVID-19 của Trung Quốc lúc trước, Hải Nam, Thượng Hải đã mở các lớp giáo dục về cuộc sống nhằm giúp học sinh đối phó với căng thẳng và đau buồn trong thời gian hậu phong tỏa. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.